Chiều qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam danh Sơn 36 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. Ngoài hai tội danh trên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, thu thập các chứng cứ để điều tra một số hành vi liên quan khác. Theo điều tra bước đầu, Danh Sơn và chị Trương Thị Bích Ngọc có quan hệ tình cảm và thời gian gần đây xảy ra mâu thuẫn, nên ngày 13 tháng 4, khi Danh Sơn đang trực làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thì chị Ngọc lên gặp. Tại đây, chị Ngọc có biểu hiện mệt, thì Sơn đã truyền nước cho chị Ngọc tại phòng nghỉ của mình. Tuy nhiên, trong quá trình truyền nước, Sơn đã bơm thêm thuốc an thần vào lọ dung dịch truyền khiến nạn nhân tử vong thấy nạn nhân tử vong sơn đã lấy đi một số tài sản bằng vàng trên người nạn nhân đồng thời dùng dao phân xác nạn nhân đem phi tang tại khu vực khu công nghiệp biên hòa 2 và khu rừng hoang vắng thuộc xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai khám xét nơi ở của đối tượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng dạng rulo cùng năm viên đạn